Ở đảng bộ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, ai cũng yêu mến và nhắc đến bà Phùng Thị Khanh, bí thư chi bộ khu dân cư Bá Tùng 1, người luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm và gương mẫu trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là bí thư chi bộ, bà Phùng Thị Khanh đã cùng với Ban Công tác Mặt trận, các tổ trưởng tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn đường phố sạch đẹp, chấp hành nghĩa vụ công dân và tham gia phong trào của địa phương. Nổi bật với mô hình khu dân cư môi trường, trong đó vận động người dân không đốt vàng mã, rải gạo muối ra đường khi cúng mồng 1 và ngày rằm âm lịch hàng tháng. Nhờ đó, những con đường chính của khu dân cư như Mai Đăng Chơn, Bình Kỳ lúc nào cũng xanh, sạch đẹp. Đối với đảng viên, thì phải là những người luôn luôn đăng ký và học tập làm theo với đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với nhân dân, mình cần phải là quan tâm, động viên giúp đỡ về mặt vật chất và cũng như tinh thần. Không chỉ được biết đến là bí thư chi bộ khu dân cư năng động, nhiệt huyết với phong trào, xây dựng gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng trân trọng ở bà Phùng Thị Khanh chính là tình cảm tri ân nghĩa tình dành cho các anh hùng liệt sĩ. Đã 15 năm nay, bà cùng chồng dành thời gian và công sức mỗi ngày làm đẹp cho nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ phường nhà. Khoảng sân rộng 1.000m² nằm trong khuôn viên khu nghĩa trang luôn được quét dọn tươm tất, cây cối lúc nào cũng xanh tốt nhờ đôi bàn tay khéo léo của bà. Đồng chí là một trong những bí thư rất là tích cực của đảng bộ phường. Trong rất là nhiều năm liền, đồng chí đã hoàn thành tốt và thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhiều năm qua, cùng với chồng con với tinh thần rất là tự nguyện cũng đã chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của phường. Những hành động giản đơn, bình dị của bà Khanh đã góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo phong cách đạo đức Bác Hồ trong toàn xã hội, là minh chứng khẳng định học và làm theo lời Bác không phải là những công việc cao siêu mà chính là làm những việc cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển.